À, xin chào toàn thể quý anh chị đang quay trở lại với video tiếp theo của em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh. Video này em Hải chia sẻ anh chị mình căn nhà này quý anh chị ơi, căn ngoài cùng ha, một trệt hai tầng lầu quý anh chị ha, rất là đẹp, thiết kế theo hơi hướng hiện đại quý anh chị, nằm trong khu dân cư nha quý anh chị nha. Đây, 13m tính cả vỉa hè cây xanh, lọt lòng rải nhựa 7m ha, khu dân cư hiện hữu quý anh chị thấy đẹp không ạ? À, rất là đẹp ha, vỉa hè mỗi bên 3m nha, điện âm nước máy quý anh chị ơi. Đấy, nhà mình hướng chính nam ha. Đây, em quay một số hình ảnh trong khu dân cư cho anh chị mình xem này. Đấy, rất là đẹp. Đây là khu dân cư Phú Hồng Thịnh tại thành phố Di An tỉnh Bình Dương, thuộc phường Bình An quý anh chị nha. Khu này rất là gần với đường quốc lộ 1K, ra đường quốc lộ 1K 200m. Về Bixi và trung tâm hành chính Di An là 2km chính xác. Về thành phố Thủ Đức là 5km chính xác anh chị ạ. Gần với đường quốc lộ 1K ha, và gần làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Căn này kế bên làng Đại học Quốc gia luôn. Đây, căn nhà hôm nay chia sẻ anh chị mình là căn này đấy quý anh chị. Một trệt hai tầng lầu, xây dựng mới hoàn toàn quý anh chị nha. Đấy, nhà thiết kế theo hơi hướng hiện đại ha, rất là đẹp quý anh chị. Căn này 76m², thổ cư 100%. Đấy, ngang 4 dài 19 nha quý anh chị nha. Đấy, một trệt hai tầng lầu, rất là ok. Căn này là 5,4 tỷ quý anh chị, còn thương lượng ha. Đấy, rồi bây giờ em Hải di chuyển vào bên trong cho quý anh chị mình tham quan căn nhà này nha. Phía trước là vỉa hè 3m quý anh chị ơi. Đấy, nhà phía ngoài thiết kế theo hơi hướng hiện đại ha, theo kiểu nhà hình hộp quý anh chị nha, rất là ok ha. Cái này có sân gara ô tô luôn đó quý chị, sân gara ô tô luôn ha. Đây, trước tiên là sân xe máy nhỏ này quý chị, sân xe máy này, cửa sắt từ bên ngoài này, một lớp cửa sắt nhá. Đấy, ngoài trong đây là một lớp cửa cuốn và một lớp cửa nhôm kính sinh pha nữa đây này quý chị ha, cửa cuốn và cửa nhôm kính sinh pha ở đây này. Đây, rồi khu vực phòng khách của nhà mình đây, phòng khách và khu vực gara ô tô trước tiên đi ha. Đây là khu vực gara ô tô quý chị. Đấy, căn này dài tới 19m quý anh chị ạ, ngang 4 dài 19, hướng tránh nam quý anh chị nhá, phù hợp các anh chị đông tứ trạch ha. Đấy, đây khu vực gara ô tô nhà mình này, khu vực gara ô tô quý anh chị nhá. Ở bên trong kia mới là phòng khách nha quý anh chị, ở bên trong nó mới là phòng khách ha. Đấy, chân trần đóng thạch cao rất là ok ha, nhà mình rất là mát, hướng nam quý anh chị, hướng nam rất là mát ha. Ô, xin lỗi quý anh chị ơi, hướng bắc quý anh chị ạ, căn này hướng bắc, hướng chính bắc quý anh chị, cũng là hợp với các anh chị đông tứ trạch nha, em nhầm. Hướng này là hướng bắc, hướng chính bắc luôn. Nhà này sử dụng màu sáng, màu trắng nha quý chị ha. Đấy, đây khu vực phòng khách nhà mình đây. Rồi qua khu vực phòng khách này là mình sẽ vào khu vực nhà ăn ở bên trong. Đây là dự án Phú Hồng Thịnh 6910 tại thành phố Di An tỉnh Bình Dương, thuộc phường Bình An, rất là gần với làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, về Thủ Đức rất là gần. Dự án này kế bên đường quốc lộ 1K quý chị nhá. Đấy, đây trong đây là khu vực nhà vệ sinh ở phía dưới lầu 1, ở là tầng trệt. Đấy, khu vực nhà vệ sinh bên đây nha quý anh chị nhé. Đấy, sau đây là nhà ăn này quý anh chị, sau đây là nhà ăn của mình ha, rất là sáng ha, rất là thoáng quý anh chị ơi, rộng rãi ha, cho nên mình để bàn ăn 6 ghế 8 ghế ok luôn. Ở trên có cái đèn chùm, đèn thả rất là đẹp nha quý anh chị, đèn thả ha, 4 bóng ha. Đây, khu vực bếp nhà mình đây, sử dụng gỗ công nghiệp, gỗ An Cường nha quý anh chị nha, gỗ cao cấp nha. Đấy, đây là khu vực bếp nha mình. Sau đây nhà mình có một lối thoát hiểm 1m, đây sau này quý anh chị, lối thoát hiểm 1m này, nhà mình nó thoáng hơn ha. Đấy, sau này mình làm sân giặt đồ được nha quý anh chị nhá. Ở sau cũng dựng khung sắt này. Đây, một số hình ảnh khu dân cư phía sau này rất đẹp, khu này đẹp lắm quý anh chị, gần với thành phố Thủ Đức đó. Bên đây sử dụng các cái tấm kiếng ha, phản sáng cho căn nhà ha, rất là đẹp nha quý anh chị, thiết kế hiện đại, căn này thiết kế hơi hướng hiện đại, trên trần đóng thạch cao, tất cả đều được đóng thạch cao. Đó, anh chị mình ngắm lại khu vực bếp một xíu nữa, rộng nha quý anh chị nha. Đây em quay cận cảnh này, rất là rộng. Rồi để em di chuyển lên lầu cho quý anh chị mình tham quan. Đấy, nhà mình hướng chính nam, hướng chính bắc quý anh chị, lại nhầm, hướng chính bắc quý anh chị ơi, chính xác đó, hướng bắc ha, bắc mát từ sáng tới chiều, phù hợp các anh chị đông tứ trạch. Đấy, đây quý anh chị, phòng khách và gara ô tô, nhìn từ phía trong ra đây phòng khách nha, gara ô tô phía ngoài kia ha. Đó, rồi mời anh chị mình di chuyển lầu 1 đi ha. Lầu 1 nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và có một khu vực sinh hoạt chung. Đây em đang dần di chuyển lầu 1, quay phía sau này trước cho quý anh chị mình xem trước ha. Đây, nhà thiết kế hiện đại rất là đẹp quý anh chị ha, nhìn rất là năng động và trẻ trung nha quý anh chị nha. Đây phòng ngủ ở phía sau, phòng ngủ phía sau này. Đấy, phòng này rộng nha quý anh chị nha, nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Đấy,
Nhà mình có cửa sổ hết nha. Nhà vệ sinh quý anh chị. Là bồ bồn cầu gương soi đầy đủ ha. Có vách tắm đứng luôn nè quý anh chị. Gạch ốp tới trần. Rồi, rất là ok đấy. 5 tỷ tư cho căn nhà này quý anh chị, 76 mét thổ cư hết luôn. Anh chị nào yêu thích căn nhà này alo em Hải ngay nha. Ngoài căn nhà này ra bên em còn nhiều đất và nhiều nhà ở trong khu vực Phú Hồng Thịnh 6910 này, rất là đa dạng. Khu này đẹp lắm quý anh chị, kế bên thành phố Thủ Đức. Nếu anh chị yêu thích thì alo em Hải nhé. Đây là khoảng sinh hoạt chung ở trên lầu 1 này. À, chỗ này khoảng sinh hoạt chung nha quý anh chị nha. Rồi, trước đây là một phòng ngủ nữa nhưng mà nhà vệ sinh này để bên ngoài. Lầu 1 có 2 nhà vệ sinh, 2 phòng ngủ và có 1 phòng ngủ thì nhà vệ sinh ở bên trong. Còn 1 phòng ngủ này thì nhà vệ sinh để ngoài ha. Đó, để cho mình dễ lựa chọn nha quý anh chị nha. Rồi, phòng ngủ số 2. Đây, phòng ngủ số 2 cũng rất là rộng rồi quý anh chị. Rất rộng và rất là sáng nha. Sử dụng gạch bóng kính nha, rất là sạch nha. Đó, sử dụng khung rèm hết rồi quý anh chị này. Rất là chu đáo ha. Đấy. Chống sáng, chống nắng ha. Rồi, mời anh chị mình di chuyển lầu 2, nhà mình có 1 trệt 2 tầng lầu thôi anh chị ơi. Căn này 1 trệt 2 tầng lầu ha, đúc 3 tấm kiên cố nha quý anh chị nha. Nhà đúc 3 tấm kiên cố ha, xây dựng mới hoàn toàn 100%. Đấy. Rất là đẹp. Nằm trong khu dân cư quy hoạch đồng bộ, khu dân cư này rất là đẹp quý anh chị. Khu dân cư lớn, hơn 1.000 hộ. Thì khu này có tiện ích bên trong luôn nha quý anh chị nha. Có trường học, có chợ. Và rất là nhiều tiện ích khác, ví dụ như ăn sáng, cà phê, quán nhậu, đầy đủ luôn quý chị ơi. Một khu này rất là lớn ha. Rồi lầu 2 là quý chị, phòng ngủ này giống lầu 1 ha, có nhà vệ sinh bên trong. Đây, phòng ngủ số 3, nhà mình có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, giống nhau rồi quý chị ha. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng nha. Phía trước đây là phòng thờ quý chị, phòng thờ ha. Phòng thờ và một khoảng trống để mình làm sân phơi đồ. Ở đây khoảng trống làm sân phơi đồ này, giặt và phơi đồ. Nhà mình có 2 sân giặt. Đây, khu vực này lên nóc nhà này. Đó. Đây, chỗ này là để làm chỗ giặt đồ này quý chị ha. Đó, ở dưới cũng có 2 sân giặt nhé. Nhà vệ sinh lầu 2. Nhà mình có 5 nhà vệ sinh, tổng là 5 nhà vệ sinh anh chị nhá. 5 nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ, 2 khu vực giặt đồ, 1 phòng thờ riêng, đây phòng thờ đây, 1 gara ô tô, 1 phòng khách, 1 nhà ăn. Ui giời ơi, 5 nhà vệ sinh, rất là nhiều ha. Và có một khoảng sinh hoạt chung, 76 mét, ngang 4, dài 19, hướng chính bắc. Nằm trong khu dân cư Phú Hồng Thịnh 6910, tại phường Bình An, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Giá là 5 tỷ tư, còn thương lượng chính chủ, sổ riêng ha. Hỗ trợ ngân hàng và công chứng ngay. Anh chị yêu thích thì alo em Hải ngay nhé. Bên em chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Rất mong được tìm cho quý anh chị mình những cái sản phẩm phù hợp nhất. Em xin cảm ơn ạ.